cần tưới đủ nước. Phụ nữ cũng vậy, dù ở lứa tuổi nào đều phải biết chăm sóc chính mình. Vì vậy, tôi chọn Ngọc Mỹ Nữ Plus để tìm lại vẻ đẹp làn da của mình. Em vẫn xinh đẹp y như lần đầu anh gặp. Với thành phần chính từ chiết xuất hạt nho, sơn tố nữ và collagen, Ngọc Mỹ Nữ Plus giúp hỗ trợ cải thiện tình trạng suy giảm nội tiết tố nữ và giảm nguy cơ lão hóa da. Ngọc Mỹ Nữ Plus gìn giữ nét xuân. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Hoa muốn đẹp cần tưới đủ nước. Phụ nữ cũng vậy, dù ở lứa tuổi nào đều phải biết chăm sóc chính mình. Vì vậy, tôi chọn Ngọc Mỹ Nữ Plus để tìm lại vẻ đẹp làn da của mình. Em vẫn xinh đẹp y như lần đầu anh gặp. Với thành phần chính từ chiết xuất hạt nho, sơn tố nữ và collagen, Ngọc Mỹ Nữ Plus giúp hỗ trợ cải thiện tình trạng suy giảm nội tiết tố nữ và giảm nguy cơ lão hóa da. Ngọc Mỹ Nữ Plus gìn giữ nét xuân. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Vì Sức Khỏe Người Việt. Vào mỗi chiều thứ tư hàng tuần vào lúc 18 giờ chúng ta sẽ cùng gặp nhau, và mỗi một ngày như vậy chúng ta sẽ cùng điền thêm một trang mới vào cuốn sách Vì Sức Khỏe Người Việt trên sóng VTV2 của Đài Truyền hình Việt Nam, với những kiến thức vô cùng thiết thực cho quý vị về sức khỏe. Và ngày hôm nay cuốn sách này, ở trang sách này sẽ nói về điều gì? Chúng ta sẽ cùng xem phóng sự sau đây của chúng tôi. Khi sinh ra chúng ta chỉ là những cô bé nhỏ xíu, lớn hơn một chút vẫn chưa có nhiều thay đổi, ba vòng vẫn như một. Cho đến tuổi dậy thì, da căng hồng, ngực nở, eo thon là thời điểm đỉnh cao của nội tiết tố nữ. Nhưng lớn hơn nữa, sau tuổi sinh đẻ hoặc bước vào tuổi trung niên, làn da nám sạn, giảm đàn hồi, dễ cáu gắt, vòng một chảy xệ, giảm ham muốn, ngại gần gũi chồng, khiến chị em mất đi sự tự tin. Đó chính là biểu hiện của việc suy giảm nội tiết tố nữ. Có thể nói, nội tiết tố nữ chính là nguồn nhựa sống đối với mỗi chị em. Ta cần bổ sung nguồn nhựa sống ấy ngay khi cần thiết. Vậy đâu là cách bổ sung nội tiết tố nữ an toàn, hiệu quả để duy trì sức khỏe, sắc đẹp và sinh lý cho chị em phụ nữ? Chúng ta hãy cùng đến với chương trình ngày hôm nay. Và như vậy là chủ đề ngày hôm nay của chúng ta, đó là một chủ đề mà tôi nghĩ rằng đặc biệt là những khán giả nữ rất quan tâm, đó là về suy giảm nội tiết tố nữ và những thực phẩm hồi xuân cho phụ nữ sau tuổi 30. Và trò chuyện trong chương trình này sẽ là hai khách mời. Xin giới thiệu chuyên gia của chúng ta, tiến sĩ bác sĩ Vũ Thị Khánh Vân, bà là nguyên trưởng khoa A9 của Bệnh viện Y học cổ truyền Quân đội. Tiến sĩ bác sĩ Vũ Thị Khánh Vân, nguyên chủ nhiệm khoa A9, Viện Y học cổ truyền Quân đội. Với kinh nghiệm hơn 32 năm công tác tại Viện Y học cổ truyền Quân đội, bác sĩ luôn giữ vững cái tâm của người làm nghề thầy thuốc, không ngừng trau dồi, nâng cao năng lực lãnh đạo, hiệu quả trong công tác, chủ động trong nghiên cứu, viết sách, giảng dạy, luôn được nhân dân và đồng nghiệp tin yêu. Nghỉ hưu từ năm 2012 đến nay, tiến sĩ bác sĩ Vũ Thị Khánh Vân vẫn luôn miệt mài, tâm huyết, mong muốn mang đến những kiến thức về sức khỏe đến với đông đảo cộng đồng. Và một khách mời khác đó là chị Nguyễn Thị Hằng, giám đốc kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và thương mại Venus. Doanh nhân Nguyễn Thị Hằng, giám đốc kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư thương mại Venus, là người đã có trên 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh và phân phối các sản phẩm chăm sóc sắc đẹp và sức khỏe cho phụ nữ. Sau nhiều năm phát triển, chị Hằng cũng như công ty của mình đã và đang mang lại giải pháp sức khỏe cho trên 200.000 khách hàng ở khắp 64 tỉnh thành, nhận được niềm tin yêu của các khách hàng trên cả nước. Doanh nhân Nguyễn Thị Hằng còn là một người rất quan tâm tới các hoạt động xã hội và thiện nguyện, với mong muốn chia sẻ, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn và đem lại giá trị cho cộng đồng. Bên cạnh đó, chị Nguyễn Thị Hằng còn mở rộng phát triển ở các lĩnh vực spa, thời trang và cũng gặt hái được những thành công nhất định. Và câu đầu tiên tôi muốn hỏi Hằng, đó là bạn đang là một người phụ trách kinh doanh cho một công ty mà phân phối rất là nhiều những sản phẩm về sức khỏe và sắc đẹp. Chắc chắn là sẽ có rất là nhiều sản phẩm về sức khỏe và sắc đẹp cho phụ nữ. Vậy thì cá nhân bạn đã bao giờ suy nghĩ và đặt ra cho mình đang phải đối diện với vấn đề suy giảm nội tiết tố nữ chưa? Đối với tôi thì cái đấy là cái nỗi lo chung của các chị em phụ nữ chứ không phải là riêng mình tôi. Ở lứa tuổi 30 sau khi sinh ba bé thì tôi thấy thay đổi rất là nhiều. Tôi bị rụng tóc này, bị bốc hỏa, khó ngủ và stress. Và cái bản thân mình thì là một cái nhà phân phối các sản phẩm để chăm sóc sức khỏe. Thì gặp rất nhiều khách hàng và các chị chia sẻ từ lứa tuổi 30 đến 50 rằng là các chị sau sinh và bị bốc hỏa, khó ngủ, rồi lám, sạm, tàn nhang và khô hạn, rất là nhiều vấn đề. Thì cũng qua chương trình này, tôi muốn chia sẻ để lan tỏa. Và hôm nay cũng rất là vui có bác sĩ Khánh Vân ở đây.
thì các chị em phụ nữ sẽ hiểu hơn và giảm nỗi lo về vấn đề suy giảm nội tiết tố và rối loạn nội tiết tố ạ. Vâng, ngày hôm nay thì Trung Hằng rất là rạng rỡ và xinh đẹp, và bạn có chia sẻ rằng là bạn cũng đã từng đối diện với những vấn đề như vậy, thì chứng tỏ là sẽ phải có những cái giải pháp rất là hữu hiệu dành cho vấn đề này, đúng không ạ? Thế còn chuyên gia của chúng ta, bà có thể là chia sẻ cho khán giả là nội tiết tố nữ là gì không? Vâng, nội tiết tố nữ chính là hormone sinh dục trong người phụ nữ, và có tên khoa học là estrogen. Cái estrogen này thì cái nơi sản xuất chính là ở buồng trứng, mà cụ thể là tế bào hạt trong các cái nang trứng của buồng trứng sản sinh ra, và nó có vai trò vô cùng quan trọng đối với sức khỏe tổng thể của chị em phụ nữ mình. Bên cạnh đó thì phải nhắc đến cái sức khỏe về sinh sản của người phụ nữ. Thưa chuyên gia, nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng suy giảm nội tiết tố nữ ạ? Có rất là nhiều nguyên nhân, nhưng mà nguyên nhân đầu tiên chúng ta phải nói đến tuổi. Khi tuổi mà càng cao lên thì cái suy giảm nội tiết tố của chúng ta nó lại càng nhiều, biểu hiện nhiều hơn. Các nhà khoa học đã nghiên cứu rằng là sau 30 tuổi thì cứ 10 năm là mất 15% nội tiết tố nữ. Cái yếu tố thứ hai là phải nói đến là chúng ta sinh đẻ và nuôi con thì nó cũng rất là dễ bị suy giảm, và hoặc là những người mà cắt mất buồng trứng, hoặc những người sử dụng các cái thứ thuốc, ví dụ như thuốc tránh thai này, thuốc điều trị huyết áp này, rồi cũng có thể là đối với những người mà làm việc căng thẳng quá, mà yếu tố stress ngủ không có đầy đủ gì, hoặc là lao động để rồi có những người thì 25-27 đã bị rồi. Tuy nhiên là có những người có khi là đến 32-35, thậm chí là 38 gần 40 người ta mới thể hiện cái chuyện đó. Vì vậy cho nên là có những các cái giải pháp, chúng ta phải hiểu được cái nguyên nhân của nó và có những các cái giải pháp cụ thể. Vâng, thế thì với tư cách là một bác sĩ và đã trong nghề rất là nhiều năm, thì bà có thể kể một cái trường hợp nào đó mà cái việc suy giảm nội tiết tố nữ đấy nó đã dẫn đến những cái cực kỳ khó chịu hay là rất nghiêm trọng của những bệnh nhân của mình không? Cái điều đấy thì tôi gặp không ít, mà nhiều bệnh nhân thì đến với tôi trong cái tình trạng là, tức là mỗi người theo một cái vẻ nhất định. Tất nhiên có những người thì trình bày về cái chuyện là tôi năm nay tuổi là 40-45, thì có những các cái triệu chứng này triệu chứng kia. Có bạn thì sau sinh là đã thấy kêu ca phàn nàn rồi đó. Thậm chí là có những người thì người ta nói rằng là tuổi tác thì đã một phần thôi, còn một phần đó là cái áp lực công việc. Áp lực công việc của em nó nhiều quá, rồi em mất ngủ đi. Đấy. Thế có người thì lại bảo rằng là có phải chăng này em dùng các cái thứ thuốc tránh thai với cả liên quan gì đó đến cái thuốc mà điều trị huyết áp của em không? Đấy, thì những các cái trường hợp ấy, và có những trường hợp rất là đáng tiếc là nói đến cái tình trạng mà mình nói thật là xúc động luôn. Bởi vì là có những cái bệnh lý buộc là phải cắt cái buồng trứng đi á. Đấy, thế thì có rất là nhiều các bạn mà đến có những các cái nguyên nhân như vậy. Nhưng mà có một cái điểm chung, có cái điểm chung là biểu hiện là thế này. Đầu tiên là rối loạn kinh nguyệt, mà bạn biết rồi đấy. Kinh nguyệt thì nó là một cái gọi là một cái điểm tính cho người phụ nữ nào thì kinh nguyệt đều hay không, rồi thì sắc nó như thế nào. Và qua đó thì người ta thấy được là cái sức khỏe tổng thể của mình để thể hiện chuyện đó. Và một cái nữa tức là phải đánh dấu đến một cái chuyện là chức năng làm mẹ của mình. Nếu mà kinh nguyệt cứ rối tinh rối mù thì rất là khó, đúng không ạ? Cái thứ hai là có cái triệu chứng người ta cực kỳ khó chịu, đấy là bốc hỏa bạn ạ. Người ta đêm, người ta lại cứ đêm hay bốc hỏa bừng 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 lên, xong rồi lại lạnh. Thế hỏi chị ơi, chị cái bốc hỏa ấy là làm sao, lúc thì em lại thấy là nó nóng thế mà lúc thì em lại thấy nó lạnh. Thì nếu mà giải thích ra thì đến cái vai trò của cái nội tiết tố nữ estrogen đấy, nó sẽ làm rối loạn cái trung tâm điều nhiệt của cho não của chúng ta ấy. Và vì vậy cho nên là nó đã rối loạn, cho nên nó nhận nhầm rằng là nó đang nóng, rồi thì nó giãn mạch ra, rồi nó vã mồ hôi. Nhưng mà sau đó thì đâu có phải thế, thì nó lại co mạch vào, nó lại làm cho mình lạnh đi. Đấy là cái triệu chứng ấy, là có thể nói rằng là người ta phàn nàn nhiều lắm. Cái nữa tức là chả nhẽ này nói to thì nó cũng khó, nó tế nhị lắm, tức là cái khô hạn ấy. Vâng, đàn ông thì người ta sợ quá trời cái chuyện là cái gì thì gì, thế nhưng mà khô hạn của chị em phụ nữ thì nó người ta rất là quan ngại về những cái ảnh hưởng đến cái chuyện là tình cảm vợ chồng. Đó, đấy thì cũng nhọc lắm chứ. Rồi đến chuyện là rối loạn giấc ngủ.
Nhưng mà có một cái mà nó hiện hữu ra làm cho mình lo sợ, đấy là cái nằn da. Thế thì rồi có nám sạm da, nó nám có phải sạm là da rồi có người thì mọc mụn lên luôn đấy, rồi thì tóc thì sao, sơ rồi thì rụng đó, tính tình thì thay đổi nóng gắt. Bên cạnh đó thì lại phải nói đến một cái việc, tức là các cái bệnh lý khác nó cũng nhờ đấy nó để phát triển lên mới khổ chứ. Ví dụ như là loãng xương chẳng hạn, đau nhức xương, rồi thì các cái bệnh lý về tim mạch. Suy giảm nội tiết tố nữ khiến sức khỏe, nhan sắc và tinh thần của người phụ nữ đều bị tàn phá nghiêm trọng. Do đó, việc nhận biết dấu hiệu là vô cùng cần thiết, giúp các chị em có thể lựa chọn được những phương pháp bổ sung kịp thời. Suy giảm nội tiết tố nữ ảnh hưởng trực tiếp tới làn da, vóc dáng, tâm lý, sinh lý và sức khỏe. Da nám sạm, tàn nhang, khô nhăn, tăng cân, béo bụng, mông ngực chảy xệ, kém săn chắc, khô âm đạo, giảm ham muốn, rối loạn kinh nguyệt, viêm nhiễm phụ khoa, hay cáu gắt, nổi nóng vô cớ, khó kiềm chế cảm xúc, bốc hỏa, mất ngủ, đổ mồ hôi, suy giảm trí nhớ, thậm chí là đau nhức xương khớp. Vậy nhưng ai có thể bị suy giảm nội tiết tố nữ? Các bé gái kinh nguyệt thất thường, phụ nữ sau 30 tuổi, phụ nữ mãn kinh và tiền mãn kinh, phụ nữ có bệnh lý buồng trứng hoặc cắt buồng trứng. Theo các chuyên gia, hiện nay thực tế độ tuổi bị suy giảm nội tiết tố nữ đang dần trở nên trẻ hóa. Những người phụ nữ chưa đến 30 tuổi, thậm chí đang độ tuổi xuân sắc cũng dần phải chịu những biến đổi này. Khi bước sang tuổi 40 thì có thể tôi có bắt đầu có những thay đổi rõ rệt, mà khi đó bản thân tôi cũng rất là bất ngờ. Vì khi mà soi vào gương ấy thì da của tôi bắt đầu nó có hiện tượng chảy xệ, không đều màu và những vùng nám bắt đầu nổi lên. Tóc thì bắt đầu thưa, rụng rất là nhiều và nó khô sơ, mà thật sự là khi mà mình sờ vào ấy, mình sờ vào tóc ấy, mình còn cảm giác như là nó như là một cái búi rơm mà vuốt một chút thôi nó đã rụng ra tay rất là nhiều. Khi đó thì tôi hoang mang lắm, cũng lo sợ nữa. Có thể là cái thời điểm đó, cái cuộc sống của mình với gia đình thì nó có nhiều cái sự thay đổi, rồi công việc nó nặng nề quá, nó stress nhiều quá, dẫn đến cái nội tiết tố của tôi cũng bị thay đổi. Thì thời điểm đó thì nó thường những cái triệu chứng ấy nó xảy ra liên tục đối với tôi, là rất hay bốc hỏa. Thật sự là lúc đấy như kiểu mình không còn là mình nữa. Ngoài những cái vấn đề mà mình bị như thế ra thì lúc nào nó cũng có cái cảm giác hồi hộp, tim đập nhanh. Ngủ thì không ngủ được mấy. Một buổi đêm chỉ ngủ được có vài tiếng thôi. Cứ ngủ xong rồi lại dậy, ngủ xong lại dậy, mất ngủ, đau đầu, chóng mặt. Lúc đó thì thật sự với cái cơ thể của mình ấy, nó có cái sự thay đổi rõ rệt như thế. Ở cái tầm tuổi 40 và nó quá căng thẳng trong cuộc sống với những cái sự thay đổi về nội tiết. Vâng, thế thì có thể nói là cái estrogen đấy nó như là một cái trung tâm, đúng không ạ? Và tất cả mọi vấn đề khác là nó xoay xung quanh. Đúng rồi. Cái sự thiếu hụt của estrogen đó. Và bây giờ thì chúng ta còn đang ở trong cái giai đoạn mà cái cuộc sống nó rất là căng thẳng ấy, thì có lẽ là những cái biểu hiện của phụ nữ như vậy nó càng đến nhanh và càng đến mạnh, đúng không ạ? Đúng rồi ạ. Vâng, chủ đề của chúng ta ngày hôm nay là những cái thực phẩm mà nó sẽ hỗ trợ cho phụ nữ sau tuổi 30 đối với vấn đề suy giảm nội tiết tố nữ. Thì không biết là chị Hằng ấy, với cá nhân của chị đã thử những cái cách nào chưa ạ, mà chị cảm thấy rất là hữu hiệu? Bản thân của mình thì sau khi sinh xong ba bé thì thấy cái bản thân là thay đổi rất là nhiều. Đầu tiên là mỏng và rụng nhiều tóc, bốc hỏa, khó ngủ, và da bắt đầu sạm như bác sĩ Vân nói, và bắt đầu lếp nhăn ở khóe mắt xuất hiện. Thì mình cũng rất là stress, vì cái thứ nhất là phải trông ba đứa bé, rồi lại công việc kinh doanh nữa và chăm sóc gia đình. Nhất là trong đó có hai bé sinh đôi thì cũng phải mất một thời gian. Thì ông chồng cũng chia sẻ động viên, và mình đã cân bằng lại bằng cách là tập yoga và cân bằng lại cái chế độ ăn uống và san sẻ công việc kinh doanh với chồng. Và mình bắt đầu đi tìm giải pháp để cân bằng lại nội tiết. Thì là mình đặc biệt quan tâm những cái sản phẩm mà có chiết xuất từ thiên nhiên và có cái hàm lượng cao. Thì những cái sản phẩm đó nó sẽ hỗ trợ cái vấn đề nội tiết của chị em phụ nữ mình rất là tốt. Vâng.
Thực ra thì bây giờ mọi người khi mà sử dụng một cái thực phẩm chức năng hay là một cái loại thuốc gì đó thì đều, hoặc là một cái phương pháp điều trị gì đó thì mọi người đều hướng đến cái việc là gần gũi với thiên nhiên. Vâng, thế thì chuyên gia của chúng ta có thể là nói cho mọi người biết về những cái thực phẩm, những cái loại nào mà nó tốt cho việc duy trì nội tiết tố của phụ nữ. Trong đông y thì nó có một cái câu, đấy là thực dược đồng nguyên. Và ngày nay ấy, thì người ta nghiên cứu các cái thực phẩm, và các cái thực phẩm ấy có cái vai trò là bổ sung các cái hoạt chất mà khi vào trong cơ thể của chúng ta nó có cái cơ chế hoạt động gần giống như nội tiết tố estrogen, hay là những các cái hoạt chất để rồi khi nó vào nó sẽ giúp cho chúng ta chống cái quá trình lão hóa. Và có thể nói rằng là có nhiều những các cái biện pháp để mà bổ sung cái nội tiết tố cho chị em phụ nữ mình, trong đó có vấn đề dinh dưỡng. Và dinh dưỡng ấy thì có thể nói rằng là các cái thực phẩm mà đã được khoa học nghiên cứu để đánh giá rồi ấy, thì đầu tiên là phải nói là nó rất là an lành. Dẫu rằng là nó cũng có một cái khuyết điểm là nó chậm từ từ. Chứ nó không thể nhanh như là các cái phương pháp Tây y, phương pháp thay thế hormone được. Và vì vậy cho nên nó chậm. Nhưng nó chính nó chậm thế thì nó lại có một cái hay ở cái chỗ, tức là nếu mà nó cao thì tự cơ thể sẽ điều hòa và tự đào thải ra ngoài. Nó hay ở cái chỗ đó. Mà thì trong các cái thực phẩm thì có lẽ chúng ta phải kể đến, nói ra thì chắc là ai cũng biết đấy là đậu nành, đúng không ạ? Vâng. Cái sữa đậu nành chị em mình hay uống lắm đấy. Mà thì trong cái sữa đậu nành ấy thì người ta thấy là có rất là nhiều các cái protein đấy giúp cho cái cơ thể của chúng ta sẽ khỏe mạnh lên. Và bên cạnh đó thì nó cũng có rất nhiều những các cái hoạt chất, ví dụ như phytoestrogen, khi vào trong cơ thể thì nó giúp cho cơ thể của chúng ta như là mở một cái khóa để vào các cái tế bào và hoạt động như là cái estrogen nội sinh. Thì đấy là cái đậu nành như thế. Cái thứ hai là cái hạt lanh ấy. Và cái hạt lanh cũng là một trong những các cái thực phẩm mà có rất giàu những các cái phytoestrogen và những các cái hoạt chất chống oxy hóa. Hay là một cái thực phẩm chúng ta rất hay gặp ấy, súp lơ xanh chẳng hạn. Súp lơ xanh cũng là một cái thực phẩm mà cực kỳ tốt cho mọi người. Trong đó chị em chúng ta cũng phải nên là chú ý. Khánh Vân, vừa rồi thì bà đã nói về rất là nhiều những cái loại hoa quả rồi thực phẩm khác nhau. Nhưng mà ở trên bàn ngày hôm nay của chúng ta thì có nho. Và không biết là phải có một lý do gì đó để chúng ta sẽ nói về nho không ạ? Vâng, nói đến quả nho thì Việt Nam chúng ta hiện nay là cũng đang rất nhiều. Tuy nhiên là thế giới ấy, từ cái thời cổ Hy Lạp, người ta đã dùng cái quả nho rồi, cái nước quả nho này, đúng không ạ? Lá nho này người ta đã dùng để chăm sóc sức khỏe cho mọi người rồi. Đặc biệt là bây giờ là người ta sản sinh ra cái rượu vang á. Mà ai cũng hiểu rằng là uống rượu vang đi để cho chống quá trình lão hóa, để chống cái tình trạng bệnh lý của tim mạch. Vậy thì cái quả nho đối với chị em phụ nữ chúng ta là cũng tăng cường cái gì? Cái chất, các cái hoạt chất để chống oxy hóa, giúp cho chị em chúng ta trẻ và khỏe. Thì đấy vai trò của quả nho đối với mọi người, trong đó có chị em chúng ta. Như vậy là nho ở Việt Nam của chúng ta cũng rất là nhiều, đúng không ạ? Vậy thì Hằng ơi, bạn đã nghe rất là nhiều về những cái thực phẩm, cây củ đấy rồi. Thì bản thân bạn ấy, bạn đã dùng một cái loại gì đó chưa để mà nó tích hợp tất cả những cái loại này và làm cho nhan sắc của mình nó nhuận sắc như bây giờ? Bản thân mình thì cũng đã dùng những sản phẩm có chiết xuất từ nho. Nho thì cũng rất là tốt. Nho chống lão hóa này và giảm stress. Và
nó rất tốt về những cái vấn đề về tim mạch, ngoài ra còn rất nhiều các tác dụng khác. Chiết xuất từ hành nho. Cái đề tài ngày hôm nay thì tôi nghĩ rằng là khán giả rất là quan tâm. Vâng, chị em phụ nữ thì lúc nào cũng muốn là khỏe, đẹp và có thể lẽ là cũng khá là lo lắng về tóc rồi về da của mình, những biểu hiện bên ngoài. Thì có rất nhiều khán giả đã gửi câu hỏi đến ạ. Cho nên là Bạch Dương xin phép sẽ hỏi bác sĩ và khách mời của chúng ta. Thứ nhất là câu hỏi này gửi cho bác sĩ Khánh Vân. Chuyên gia có thể cho biết ta nên bổ sung nội tiết tố nữ bắt đầu từ khi nào? Năm nay tôi 30 tuổi và chưa rõ hẳn những dấu hiệu về suy giảm nội tiết tố nữ, nhưng tôi vẫn dùng các biện pháp bổ sung nội tiết tố nữ có được không ạ? Như lúc nãy tôi cũng đã nói rồi, chị em phụ nữ mình thì ai cũng phải đương đầu chịu đựng cái việc là suy giảm nội tiết tố nữ. Và khi suy giảm thì nó đem lại một loạt những các cái triệu chứng thật sự là không mong muốn và làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống cũng như là vẻ đẹp của chị em phụ nữ mình. Tuy nhiên tôi cũng nói rằng là có những người cái cơ địa khác nhau và tuổi tác cũng khác nhau, rồi công việc, điều kiện sinh hoạt, để bệnh tật cũng khác nhau. Cho nên á, thì về mặt nguyên tắc cái là từ theo tôi nghĩ rằng là từ 30 tuổi trở lên, sau 30 tuổi trở lên thì chúng ta nên là bổ sung. Nhưng cũng có người 25, 27 tuổi đã có biểu hiện của suy giảm nội tiết tố rồi thì ở lúc đó người ta phải bổ sung chứ sao. Cho nên có thể nói rằng là khi nào mà bắt đầu có cái biểu hiện của suy giảm nội tiết tố thì chúng ta nên bổ sung bằng các cái phương pháp khác nhau để mà có cái lượng estrogen đầy đủ. Câu hỏi tiếp theo ạ. Tôi có hay nghe nhắc tới sâm tố nữ là một trong những thực phẩm vàng trong việc bổ sung nội tiết tố nữ. Chuyên gia có thể cho tôi biết thêm về dược liệu này và cách sử dụng được không? Nói đến sâm tố nữ thì chúng ta đã biết là sâm thì tốt rồi. Lại còn tố nữ nữa, tức là một cái loại sâm mà nó ủng hộ chị em phụ nữ của chúng ta. Vậy thì nó ủng hộ bằng cách nào? Thì chúng ta phải nói đến cái thành phần của nó trong đó chứ. Thì người ta thấy là có 17 cái hoạt chất. Mà đã gọi là hoạt chất thì nó là các chất gọi chống oxy hóa là quá tốt rồi, đúng không ạ? Chống để cho chúng ta khỏe mạnh, trẻ trung. Bên cạnh đó thì phải nói rằng là nó cũng có rất nhiều những cái hoạt chất mà khi chúng ta sử dụng vào trong cơ thể thì nó có cơ chế hoạt động giống như là estrogen. Bên cạnh đó thì làm sao? Bên cạnh đó nó còn làm ổn định cái gì? Ổn định cái hormone FSH và LH. Qua đó thì nó sẽ kích thích các cái tế bào hạt của các cái nang trứng sản sinh ra cái estrogen nội sinh và nó giúp cho da của chúng ta, cơ thể của chúng ta hấp thu tốt hơn cái collagen. Và vì vậy cho nên là da của chúng ta căng và hồng hào hơn, đẹp hơn. Bạn đã sử dụng cái sản phẩm sâm tố nữ này chưa? Như Hằng chia sẻ về cái vấn đề chính bản thân mình là bị vấn đề rối loạn và suy giảm nội tiết tố nữ sau lứa tuổi 30. Thì mình đã nghiên cứu một thời gian thì có sử dụng những cái sản phẩm chiết xuất từ thiên nhiên như là sâm tố nữ này và nho và collagen và rất nhiều các thành phần thiên nhiên quý hiếm khác. Thì Hằng thấy là sử dụng sau 3 đến 5 ngày thì bắt đầu là mình cải thiện giấc ngủ. 2 tuần thì bắt đầu là cảm thấy là tóc bắt đầu rụng ít và tình trạng khô hạn được cải thiện hơn. Và sau khi sử dụng một liệu trình thì bắt đầu thấy da là sáng hồng và căng lên. Những vết lám tàn nhang cũng thấy nó mờ mờ đi chút, mà đặc biệt là đi ra ngoài là mọi người khen là dạo này trẻ lên là cũng rất là vui. Đấy là một cái sản phẩm kết hợp giữa các thứ hả? Một sản phẩm chứ không phải là chỉ là riêng sâm tố nữ đúng không? Đúng rồi. Ví dụ như tôi cũng là một khách hàng nữ đi cô ạ, thì là ở trên thị trường bây giờ nó có quá nhiều các loại sản phẩm, và làm cách nào để mà mình có thể chọn được một sản phẩm tốt, thậm chí là người ta cũng quảng cáo là nó cũng có những thành phần như thế. Như bản thân Hằng là một nhà phân phối về sản phẩm sức khỏe thì khuyên các bạn nếu như mình lựa chọn một sản phẩm thì cái sản phẩm đấy, cái thứ nhất là phải uy tín, cái thứ hai nữa là được Cục An toàn Thực phẩm và Bộ Y tế cấp phép được lưu hành trên thị trường. Theo tôi thì có thể là bổ sung như thế này. Về mặt thành phần ấy thì phải là những các cái thảo dược mà an toàn
đúng không ạ? Đã được nghiên cứu bởi các nhà khoa học để đánh giá tác dụng của nó. Ví dụ như sâm tố nữ chẳng hạn, tôi vừa đã trình bày rồi. Ví dụ hạt nho chẳng hạn, người ta đã chiết xuất từng các cái thành phần đó rồi và nghiên cứu đánh giá tác dụng của nó. Cái thứ hai nữa là trên cơ sở của cái công thức đó thì được sản xuất bởi công nghệ hiện đại đạt chuẩn GMP. Và cái ba thứ ba là được cơ quan của chủ quản của Bộ Y tế cho phép lưu hành. Như thế là hành lang pháp lý của chúng ta rất là đảm bảo và chị em chúng ta yên tâm để mà sử dụng. Như vậy là chúng ta đã có một cuộc nói chuyện theo cá nhân tôi là rất là cởi mở và rất là hữu ích. Thế còn Hằng, bạn thấy thế nào về cuộc trò chuyện ngày hôm nay? Một cuộc chuyện ngày hôm nay rất là thú vị và mang đến nhiều cái lợi ích và hiểu biết. Hôm nay cũng cảm ơn chương trình và hôm nay em có món quà cho bác sĩ Vân và chị Bạch Dương ạ. Xin cảm ơn bạn. Dạ. Cảm ơn em nha. Dạ. Xin cảm ơn một lần nữa bác sĩ Vũ Thị Khánh Vân và cảm ơn Hằng đã tham dự chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, estrogen đối với phụ nữ thì nó giống như là một nguồn nhựa sống. Và các bạn biết rồi đấy, nếu một cái cây mà nó ít nhựa sống hay không còn nhựa sống thì thực sự là trông nó sẽ không còn sức sống. Và điều quan trọng là chúng ta hãy duy trì cái nguồn nhựa sống đó càng lâu càng tốt, càng nhiều càng tốt, đúng không ạ? Và chương trình ngày hôm nay chúng tôi hy vọng đã cung cấp cho quý vị, đặc biệt là chị em phụ nữ, những kiến thức rất là quý báu để có thể duy trì lâu dài cái nguồn nhựa sống của mình. Chương trình Vì Sức Khỏe Người Việt xin chào và hẹn gặp lại. We'll be right back.